Tôi đã tìm thấy được lý do khiến Luffy khóc thét khi mà chiến đấu bằng diện gây năm với Thánh Mercury chapter 1114. Chào mừng các bạn đang quay trở lại bằng hải tặc bên Red. Oda đã biến Luffy thành một trò hời nữa khi mà không thể nào xuyên thủng được cơ thể con lợn Mercury. Ai trong chúng ta cũng khẳng định thẳng thừng một câu rằng Kaido không có cửa và ai đó lấy cửa cho Kaido giùm mình cãi. Sau khi nghiên cứu lại các dữ liệu trận chiến này thì mình đã cố gắng moi móc và xới tìm các lý do để cho thấy Thánh Mercury tại sao lại bá đến như vậy. Lão xứng đáng là một lá chắn kim cương trong hàng ngũ những lão già mạnh nhất trên thế giới. Đã vậy, vị trưởng lão này còn có Haki bá vương cực mạnh. Một cú hóng của lão đã khiến cho hải quân bên ngoài bờ biển cũng phải sùi bọt mép, chứng tỏ phạm vi tác động, kinh lực là vô cùng kinh hồn. Nếu ngay từ đầu cho Thánh Mercury ra trận đối đầu với Luffy thì có lẽ chúng ta sẽ có cái nhìn cực kỳ khác biệt về ngũ lôi tình. Đánh giá rằng bốn lão già còn lại cứng cáp như vậy thì lấy cái đinh gì băng mũ rơm trốn ra khỏi đảo nổi. Dù vậy thì vai ai người nấy diễn, Thánh Satan chịu trách nhiệm khoa học liên quan đến Vegapunk, lão ta phải là người xung trận đầu tiên và cứ ngỡ rằng với cấp độ và sức mạnh tối thượng sẽ giúp cho Thánh Satan làm gỏi cả lũ mũ rơm gọn ghẽ. Nó ngờ bị Kuma và Luffy đấm cho sụm nụ xịt hết cả tiết canh ra bên ngoài. Ấy thế mà khi Luffy sử dụng cấp độ sức mạnh tương tự đấm Thánh Mercury thì cái kết hoàn toàn là ngược lại. Luffy chính là người nhận lấy tổn thương và đau đớn, kể cả bật luôn cả ghi năm đi nữa. Các bạn tìm ra được chìa khóa cho sức mạnh của Thánh Mercury hay chưa? Mình thì đã có vài manh mối hữu ích rồi đây. Hy vọng với những phân tích và dữ liệu mình cung cấp đến cho các bạn trong video này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về năng lực của Thánh Mercury là cái gì. Đừng quên like video này và pha một cái ly cà phê rồi ngồi xuống nhấm nháp những tình tiết khá là đã mà mình sẽ gửi đến cho các bạn ngay bây giờ. Let's go nào anh em ơi. Mới đây, mình đã đọc các bình luận và nhận được ý kiến tương đối hoàn hảo bổ sung cho video mà mình từng nghiên cứu trước đó về ngũ lôi tinh và Emu. Mình cho rằng Impidao có liên quan mật thiết đến với họ. Thì giờ đây, ý tưởng về sức mạnh một lần nữa cũng khá là trùng khớp từ bình luận này. Để ý thì năng lực ngũ lôi tinh và Emu hao hao giống với Impidao. Ở tầng 1 là địa ngục đỏ thẫm có nhiều độc, đại diện cho sức mạnh của Satan. Tầng 2 là địa ngục khô héo, năng lực sâu két từ Thánh Jupiter, hết sức hợp lý. Tầng thứ 3 là địa ngục quái thú gớm ghiếc, đại diện cho sức mạnh quái điểu Extremadé của Thánh Mars. Tầng thứ 4 là địa ngục lửa rực cháy, với sức mạnh giống Thánh Mercury, cũng là con lợn bông nành. Và tầng thứ 5 được gọi là địa ngục băng giá, giống với sức mạnh hơi lạnh từ vị trưởng lão Venus. Còn tầng thứ 6 được gọi là vĩnh cửu, sẽ liên quan đến sức mạnh của Emu. Mình thiết nghĩ Oda sẽ không thể nào nhớ rành mạch một bản thiết kế vĩ đại cho sức mạnh của các nhân vật của mình nếu như không có một hệ thống dữ liệu tham khảo từ trước. Và Impidao chính là nơi mang tính kết nối chặt chẽ nhất với người Latin. Giờ thì mình sẽ đi chứng minh cho các bạn thấy được năng lực cơ bản của bọn họ và từ đó suy ra được một điều khác từ Thánh Mercury, thứ đã khiến Luffy phải khóc thét ở chapter 1114 này đây. Tầng 1, địa ngục máu. Tầng này được cho thấy trang bị những cây Kenzu với lá sắt như lưỡi dao. Các tù nhân ở đây sẽ bị cắt vào da thịt đau đớn không ngừng khi buộc phải đi qua chúng. Thế nhưng nó chưa phải là điều đáng sợ, các tù nhân còn bị dí với những con nhện độc và lính canh. Nếu không vượt qua được rừng Kenzu thì sẽ bị nhện độc cắn chết. Máu của tù nhân không ngừng rỉ ra tầng này để khiến nơi đây được gọi là địa ngục đỏ thẫm bởi màu và mùi của máu. Thánh Satan mang sức mạnh của loài yokai Usioni, nó chính xác hơn là một con nhện tinh đầu bò. Và chúng ta thấy khả năng chiến đấu của lão là bằng cái chân nhện cao dạng như xúc tu của bạch tuộc. Ở phần đầu vuốt sẽ kèm theo chất độc có tính phân hủy cực mạnh, chỉ cần chạm vào một phát đã khiến cho cây cối trở nên héo úa và mục rũ. Thực sự mà nói, việc kèm theo những con nhện vào trong tầng này là dữ liệu khá quan trọng để Oda tạo ra tính kết nối với hình dạng và sức mạnh của Satan. Lão ta mặc dù có số 5 trên vòng tròn, nhưng nó lại là ở tầng 1. Mình nghĩ rằng sẽ không bất cứ sự giống nhau nằm với con số vòng tròn ma thuật và tầng Impidao. Bởi như thế khá là đơn điệu và dễ đoán, không có giống như bộ não thiên tài của tiết giao đà một chút nào. Tầng 2, địa ngục giả thú. Tầng 2 chứa rất nhiều loài quái thú hoang dã, chúng sẽ truy đuổi tù nhân qua các hành lang của tầng này. Bộ dạng đáng sợ của chúng là thứ khiến tù nhân khiếp sợ, họ bắt buộc phải chạy thục mạng để cố gắng sống sót. Điều kinh dị hơn là những kẻ nằm bị bỏ lại phía sau, nhất định sẽ bị chúng ăn thịt. Trong số những con quái thú gớm ghiếc tại đây, có hai con đáng chú ý bậc nhất, chính là Basilisk và Sphinx. Sphinx là chùm của tầng 2, nó còn là quái thú hình dạng sư tử khổng lồ với khuôn mặt con người, kèm theo cả lông vũ nữa. Chỉ một cú đấm của nó đã khiến cho mặt sàn bị vỡ tung, những con quái thú khác nhìn thấy cũng phải tránh đường cho nó đi. Sphinx cũng có một loài giống khác nữa là chính quê hương của rùa trắng, hỗn đấu cùng tên, và tên con quái sư tử lông chim mặt người tại đây là Tama. Nó không có vết sẹo trên mặt như Sphinx và khá là thân thiện, có thể nhiều bạn sẽ lầm tưởng ha. Oda cố tình xây dựng một con quái khác với cái tên là Basilisk để đánh lừa chúng ta. Nó không phải là chùm để không bị chú ý quá nhiều. Basilisk là một con rắn được sinh ra từ một con gà, để nó đột biến và trở thành thứ đáng sợ như đã thấy. Basilisk có ngoại hình khá giống với Thánh Mars trong bộ dạng yokai của lão. Con này có tên là Extremadé. Tức là tác giả Oda mượn loài yokai này để làm dữ liệu tham khảo cho Thánh Mars từ khá là lâu rồi. Ông ta cố tình tạo nên Basilisk Impidao để lưu trữ lại dữ liệu. Tầng 3, địa ngục đối khác. Đây được xem là địa ngục hoang mạc với nhiệt độ khá cao. Địa hình tại đây cho tấn tù nhau một cách từ từ để họ cảm nhận được sự đối khác cho đến khi mà cảm thấy như bị chết đi. Thức ăn và nước uống vẫn được cung cấp, nhưng với số lượng cực kỳ ít ỏi.
Quả thực là một hình thức tra tấn hết sức dã man dựa trên hiểu biết về thể trạng con người. Từ địa hình hoang mạc này, Oda tạo ra một con sâu cát với cái miệng khổng lồ dành cho Thánh Jupiter, người đã chiến đấu với Luffy rồi bị hai người khổng lồ chặt thành ba khúc. Thế chẳng phải mối liên kết là ở đây hay sao? Tạo hình, đặc tính của sâu cát hoàn toàn tương thích với dữ liệu tham khảo tầng địa ngục đối kháng hoang mạc này. Tầng 4, địa ngục rực lửa. Mình sẽ nói kỹ hơn về tầng này bởi nó liên quan đến sức mạnh của Thánh Mercury, người đã khiến Luffy phải khóc thét trong game 5 tại chapter 1114. Địa ngục rực lửa được đặt một vẹt dung nham sôi sùng sục ở giữa căn phòng. Các tù nhân tầng 3 nhảy xuống thông qua cái lỗ đến tầng 4. Nếu bị trúng vẹt dung nham sôi thì coi như là toàn. Ngồi ra các tù nhân tại đây thường bị treo trên một sợi dây khi mà họ không tuân theo mệnh lệnh, không lao động đúng như theo ý của quản ngục. Lơ lửng trên vẹt dung nham nóng chảy đó, chỉ còn sợi dây bị đứt thì bọn chúng sẽ bị chìm trong biển máu mà không thể tìm thấy dù chỉ là một khúc xương nhỏ. Sức nóng của nó đủ sức khiến cho bộ đồ của tù nhân bị thiêu rụi, hết sức gợi rợn đúng không? Dabon, tức Mr. One, người ăn trái quỷ Suba Tsubanomi, mang đến cho anh ta cơ thể sắt thép bị giam ở đây. Giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm mối liên kết với Thánh Mercury nha. Đầu tiên, khi lão ta bắt đầu chiến đấu thì đã dùng tiếng hóng bá vương. Điểm này không đáng để nói vì chỉ là một màn thị uy sức mạnh của kẻ đứng đầu thế giới. Thứ hai, lão nhảy lên trên không trung, cường hóa năng của mình trở thành hai lưỡi dao bén ngoắt để cắt hai thuyền trưởng người khổng lồ. Điểm này cho thấy lão có thể chuyển đổi các bộ phận trên cơ thể của mình thành sắt thép, một cơ thể cứng cáp cực khó để xuyên phá. Mình đề cập đến Mr. One ở đây thì cũng có nghĩ rằng Oda muốn lấy trái quỷ Suba làm dữ liệu tham khảo cho năng lực lượng bốn nành của Thánh Mercury, và nó đã xảy ra chính xác. Chưa dừng lại đâu các bạn ạ, điểm thứ ba này mới quan trọng. Ở chapter 1112, Thánh Mercury đã miễn nhiễm với cú đấm Red Rock của Luffy. Điểm này cho thấy được cơ thể của lão ta hoàn toàn miễn nhiễm với nhiệt độ cao. Red Rock là một kỹ thuật dùng lửa gia tăng sức mạnh, nhưng chạm vào Thánh Mercury thì vẫn không có gì gọi là đau đớn hết, chứng tỏ sức chịu nhiệt của lão ta khá là khủng, phải nói rằng cực kỳ khủng luôn á. Oda đang tạo ra một cái điểm mà khiến cho Mercury tinh quái hơn cả Kaido, người bọc cơ thể trong dung nham nhưng dường như không chịu nổi cú đấm lửa từ Luffy nữa. Mà nếu các bạn để ý lại dạng hỏa long của Kaido thì lão ta phủ bên ngoài cơ thể của mình chứ không tiếp xúc trực tiếp. Chính vì vậy mình đánh giá Kaido không chịu nhiệt tốt với đồng Red Rock của Luffy, còn Thánh Mercury thì lại khác rồi. Địa ngục rực lửa chính là đại diện sức mạnh của lão ta với sức chịu đựng giống hệt như dung nham về nhiệt độ. Hơn nữa, chapter 1114 này thì các bạn sẽ thấy được Thánh Mercury mọc lửa trên cơ thể của lão, biến lão thành một con lợn lửa chạy đuổi theo Luffy. Khi mà Luffy dùng G5 bọc Haki tấn công vào trong mặt của lão, tay của Luffy đã bị lửa thiêu đốt đến mức bốc cháy giống như đòn Red Rock. Nó đau đến mức mà làm cho Luffy phải khóc thét lên. Nếu không tin, các bạn hãy chờ bản full chapter 1114 vào ngày mai để cùng xem thêm nha. Và tóm lại, Thánh Mercury mang sức mạnh của lửa, sức chịu đựng nhiệt độ cao khủng khiếp và có thể cường hóa bản thân của mình cứng cáp như sắt thép, làm cho Luffy không thể nào tác động như cú đấm tung vào trong cơ thể của Thánh Satan được. Tầng 5, địa ngục băng giá. Tầng này đại diện cho sức mạnh của vị trưởng lão còn lại, Thánh Venus. Sự tra tấn của tầng 5 được thấy là các tù nhân sẽ bị nhốt trong một cái tủ đông khổng lồ. Những thức ăn và nước uống mang xuống đây hầu như đều bị đóng băng hết cả. Những tù nhân bị nhốt cũng sẽ không thể nào chịu nổi cái lạnh ở đây, đa phần đều bị chết rét hoặc là bị đóng băng. Thánh Venus là người sử dụng sức mạnh băng giá từ thanh kiếm, lỡ đóng băng mạch hoạt động của toàn bộ những Pacifista mắc ban cho đến hết chỉ trong vài phút để vội hóa chúng. Thực sự mà nói, chúng ta chưa thấy quá nhiều về sức mạnh của Thánh Venus nên không thể mô tả thêm ngoài việc dùng sức mạnh âm ti lạnh lẽo nữa cả. Tầng 6 là tầng bí ẩn nhất, hầu như không ai biết đến sự tồn tại của tầng này. Những tù nhân bị giam giữ ở đây với cái tên của chúng sẽ bị xóa sổ khỏi dòng lịch sử của thế giới bởi vì chúng là những kẻ ghê gớm nhất thế giới. Nếu xảy ra, các bạn cũng thấy Emu là kẻ bí ẩn rất hiếm người biết đến. Còn tầng 6 chứa thêm những điều gì đó mà chúng ta không hề biết được các bạn ạ, ngồi việc giam giữ những tù nhân ở đây mà thôi. Không phải có hình thức tra tấn hoặc là cái gì đó đáng sợ hơn mới đủ sức răn đe những kẻ nguy hiểm bậc nhất trên thế giới chứ, đúng không nào? Với điểm bí ẩn này, Oda đã giấu nó cho nhà vua thế giới Emu. Chúng ta chỉ biết được khi có thêm các dữ liệu mới liên quan, còn giờ thì hầu như mù tịch về hắn rồi. Ngồi giải thích Emu tồn tại thời kỳ trống với cái tên là Nerona Emu mà thôi. Trở lại phần năng lực của Thánh Mercury, có nhiều bạn bảo rằng lão ta mang sức mạnh giống trái quỷ Barabaranomi của Balotomio, rào trắng ư? Các bạn nghĩ sao về điều đó khi lão phản đòn lại Luffy? Liệu rào trắng hay là sắt thép như đã gợi ý? Phân tích của mình ở trên đó. Hãy để lại bình luận cho mình cùng biết nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.